Mến chào bạn, đây là nông cơ Trí Linh Long Khánh nè. Hôm nay mình thấy về mấy chiếc xe đẹp quá, thành thử ra ghé vô quay rồi cho bà con tham khảo coi. Ở đây thì mình thấy có con Sibora AF18 ha. AF18. Chà, xe khá đẹp ta. Bánh vỏ rồi. Có vàng tỉa cây đồ sao nữa ha. Chào em, bữa nay tuyển xe đẹp không em? Gì anh? Tuyển toàn xe đẹp không ha? Rồi giờ này cứ lựa xe đẹp cho nông dân người ta xài chứ. Vậy hả? Con gì chạy có 339 giờ vậy? Có tua đồng hồ lại không? Mấy cày ai mình tua khi công trình. Ủa sao mấy anh kia nó hỏi mình riết rồi mình nói mấy lần rồi. Mình nói là mấy cày làm gì có chuyện ai mà tua cho nó rảnh thôi. Bớt điên lại đi. Rồi. Có con GS23 Mitsubishi ha, hai cầu tay lái trợ lực ha. Con này có trợ lực không em? Có. Trợ lực hết luôn hả? Ô con này đẹp quá ta. Con này chạy được bao nhiêu tiếng rồi? Mới có 955 tiếng. Chà, mâm vỏ rồi đẹp dữ ha. Không nứt không gì ha. Quá đẹp. Dạo này mấy cây đồ giá có lên gì không em? Hả? Cái đầu vào nó sao dạo này mắc quá em ơi. Anh mua không nổi để bán nè. Chứ tưởng đâu là nãy nhiều cái bán cao chút, chắc cũng tưởng mình bán mắc. Nhưng mà xe cao quá mà. Xe giờ không ai dám lấy luôn, giá quá cao, lấy không nổi. Xe đẹp mà nó cao, đúng không? Rồi đây có con B115 Bulta ha, Kubota ha. Con nào cũng quá đẹp luôn. Sập con nó xuống anh coi coi cái hình dáng nó đẹp không. Đẹp quá. Có gầu xúc không? Có. Mà có gắn không? Gắn với gắn vợ. Vậy hả? Vậy hả? Rồi. Rồi, vô đây lên đây. Rồi. Đây có con MT23 F2 Fan Xếp mới về, hai cầu tay lái trợ lực. Con này chạy được 728 giờ. Quá đẹp. Xếp logo đẹp dữ ta. Mitsubishi MT23 vỏ viết đồ ok ha. Ôi xe này chưa rửa, mấy xe chưa rửa anh trai. Chưa rửa hả? Chưa, này máy móc nó còn dơ nguyên mà. Không ý là sao anh không thấy rửa ráy gì hết vậy? Hôm nay không thấy rửa ráy gì hết vậy? Không ý là hôm nay không thấy rửa bia bọt được gì rửa hết vậy? MT23 còn nguyên zin vậy luôn. Mà nó đẹp vậy hả? Đẹp lắm. Quan trọng là nó có nổ được không ấy chứ. Trời ơi, anh thích nổ cho nghe không? Vậy hả? Em dở thôi khỏi đi được rồi. Có tiếng kêu luôn á. Không có tiếng kêu là đâu có nổ. Máy nó du lịch mà đứng là nó còn nghe tụt 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 là thằng này là không nghe tụt luôn. Máy mà phải có tiếng kêu chứ, không có tiếng kêu là sao nổ được. Anh du lịch là đúng chất luôn, có nghĩa là anh kêu tháo cái này ra để chi? Đến xem thử xem cái vàng mã vàng bét nè. Mình đã có mở chưa? Chưa có rờ. Mà chưa rờ. Trời ơi, mẹ máy nó đang cuối. Chưa rờ. Có tem hướng dẫn. Cái tem này tem nhập khẩu mà. Đúng rồi. Chứ đâu phải tem hướng dẫn. Rồi, đẹp ha. Con này. Heo dầu K4E ha. Bốn máy ha. Chưa đụng luôn. Con này là chưa không có rờ vô. Tay lái trợ lực ha. Trực lờ luôn. Con này đời mới sao nhìn lạ lạ. Con này hả? Mới mà mới sơn nha. Vậy hả? Tao thấy nó mới quá luôn. Đời mới. Sao mình không sơn mấy này đen lên cho nó đẹp? Không sơn dần áo thôi, còn cả nguyên cái dần mình nó sao để nguyên. Cái dần quần sơn luôn đi. Không. Không ý là cái này sơn đi cho nó đẹp. Không anh nói thiệt. Sơn mấy hồi. Tại vì nếu mà sơn nó phải sơn luôn này. Thì đúng rồi, sơn luôn cho nó sơn đẹp. Luôn đó là nó đang thành lại. Không, không phải. Sơn cái này thôi, khỏi sơn cái này. Cái đó là một lời khuyên chân chính. Thôi. Cái con này sao đây?
Cái này thì bình thường mới sơn dàn áo luôn đó. Khoan, bây giờ vậy đi. Bây giờ em báo giá một con cho anh. Lựa con nào? À, Mitsubishi này đi. Không, Mitsubishi này đi. Con Mitsubishi này đúng không? À, đúng rồi. Mitsubishi này luôn sới. À, luôn đuôi sới. Luôn sới luôn đầy đủ hết. Ừ. À, 80. 80. À, hai ngựa ba hả? 23 ngựa. 23 ngựa. Quên. 23 nhưng mà không phải 23, như con này nó tới 27 ngựa sao? Lý do? Ừ. Mình xem cái đeo của cái động cơ nó coi. Đâu cái đeo nó nằm bên chung với lại cái sườn nè. Đây nè. Đeo đây nè. MT23D ha. Ông nó ghi ở phần này. 23F 16. Như vậy là thông số bằng đó là hết rồi đó. Không còn gì nữa đâu. À đây, KE4D31A MT23. Như vậy thôi hả ta? Cho nó là 23 ngựa đi. Rồi, 23 ngựa. Rồi, TL3002ICK. TL 3002 32 mã lực, một cầu. Dạo này về một cầu nhiều ha. Có mấy cầu đâu anh? Đấy, ý là mấy tiệm khác á, một cầu nhiều bán hết hai cầu rồi. L2602TD. Ủa sao cắt ra đây? Con này dính bố rồi. À, dính bố hả? Dính bố thì còn mẹ nó. Rồi, ICK con này mới về hả? Ừ. Chưa dọn à? Anh chưa dọn anh ơi, thì cứ không dọn thì bán rẻ, phải tốt thì không dọn. À, chào khỏe không em? Dạ. Khỏe không? Yếu lắm à? Giờ dịch yếu lắm. À. Mua máy chút xíu rồi. À. Mấy con này mới về hả? À, mới về chưa dọn chưa gì hả? Mà mấy con này mua về là chạy hết luôn, được hết đúng không? Giờ thích là chưa rửa chưa gì. Bình vô là quốc thôi. Đâu em thử nổ con này lên anh coi thì thầm không? Thôi khỏi lên nè. Khỏi rồi. Hả? Lỡ. Chừng nó nhào xe tới nha. Trời ơi, đã quá ha. Đúng là thi thầm luôn á. À. Trời ơi. Quá đã ha. Đúng là như mấy con này về xài sướng ha. Này là chưa, em chưa có đụng chạm, chưa rửa, chưa làm cái đó. Về quất lên phát là coi như là. Quá chất. À, xi nhan đồ còn đầy đủ luôn. Bình rin không? Bình rin theo xe không? Pinaco hả? Rồi. Rồi, bạn nào muốn mua mình quay số điện thoại đây luôn nha. Báo giá cho nó luôn. À,
báo giá tại số điện thoại này. Rồi, đây. Đó, nông cơ tiến lên nè. Số điện thoại nè. 0902. Đó quên, 0909. 259 4048. À, 043. 0914 85 0909 259 043. Hôm trước mình đọc sai. Mình đọc sai ở bên cái mà công ty Sơn. Nhá. Rồi, tạm biệt nha. Hẹn cái gì chương trình học mặt nâng ly hả? Ồ, giờ này phải chờ hết dịch anh ơi. Không đâu, anh nghe giang hồ là đồn cách đây 3 ngày tụi em làm tưng bừng lắm mà. Cách đây 3 ngày hả? Hôm đó em đang nhậu rồi quán đạt. À vậy hả? Rồi, bạn nào mà muốn mua thì alo với Linh nha. Rồi, mến chào các bạn.